Toyota Corolla Cross Hybrid 2023 lên kệ, với thiết kế khác biệt và động cơ mạnh hơn nhiều. Vào hồi tháng 6 năm ngoái, hãng Toyota đã chính thức vén màn phiên bản hybrid của dòng xe Corolla Cross tại thị trường Mỹ. Mãi đến nay, hãng Toyota mới công bố giá bán của mẫu xe này. Theo đó, Toyota Corolla Cross Hybrid 2023 tại Mỹ có giá dao động từ 29.305-32.400 USD, bao gồm 1.335 USD chi phí vận chuyển và giao xe. Như thông tin đã đưa, mẫu SUV hạng B này ở thị trường Mỹ được trang bị hệ chuyển động hybrid khác biệt so với xe đang bán tại Việt Nam. Cụ thể, Toyota Corolla Cross Hybrid 2023 tại Mỹ sở hữu hệ chuyển động hybrid thế hệ thứ 5 của hãng xe Nhật Bản, bao gồm máy xăng 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích 2.0 lít và motor điện, tạo công suất tối đa 196 mã lực. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong thời gian 8 giây, và tiêu thụ lượng xăng trung bình chỉ 5,6 lít trên 100 km. Ngoài ra, hệ chuyển động hybrid này còn đi kèm cụm pin lithium-ion nâng cấp nhẹ hơn và gọn hơn. Trong khi đó, Toyota Corolla Cross Hybrid tại Việt Nam chỉ được trang bị pin nickel hydro kim loại, NiMH, công nghệ cũ. Pin nằm bên dưới ghế sau nhằm không ảnh hưởng đến khoang hành khách và khoang hành lý của xe. Không chỉ được trang bị động cơ mạnh hơn, Toyota Corolla Cross Hybrid 2023 tại Mỹ còn có thiết kế khác biệt so với xe ở Việt Nam. Trên thực tế, mẫu SUV cỡ B này sở hữu thiết kế giống với Toyota Corolla Cross ở Nhật Bản và Toyota Frontlander dành cho Trung Quốc. Tại thị trường Mỹ, Toyota Corolla Cross Hybrid 2023 có 3 bản trang bị, bao gồm S, SE và XSE. Dù ở bản nào, xe cũng dùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, Toyota Corolla Cross Hybrid 2023 bản S và SE còn đi kèm vành hợp kim 17 in, đèn pha LED cũng như hệ thống treo tinh chỉnh theo hướng thể thao. Bên trong hai bản thấp của xe xuất hiện màn hình cảm ứng trung tâm 8 in, hỗ trợ Apple CarPlay Android Auto không dây, tính năng cập nhật phần mềm qua Wi-Fi, ghế bọc nỉ không có sưởi, sạc điện thoại không dây, và bảng đồng hồ analog với màn hình đa thông tin cỡ nhỏ ở giữa. Trong khi đó, trang bị an toàn của Toyota Corolla Cross Hybrid 2023 không có gì khác biệt ở 3 bản trang bị. Hãng Toyota cung cấp hệ thống trợ lái nâng cao Safety Sense 3.0 tiêu chuẩn cho mẫu SUV cỡ B này tại thị trường Mỹ, bao gồm những tính năng như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo tiền va chạm tích hợp phát hiện người đi bộ, và cảnh báo lệch làn đường kiêm hỗ trợ đánh lái. Thêm vào đó là hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, bao gồm tính năng kiểm soát khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước và hỗ trợ giữ xe ở giữa làn đường. Những tính năng an toàn còn lại của xe gồm có hệ thống hỗ trợ nhận biết biển báo giao thông và kiểm soát đèn pha tự động. Được định vị thấp hơn đàn anh giáp Ford, Toyota Corolla Cross tại thị trường Mỹ là đối thủ của Nissan Kicks và Honda HR-V. Xe sẽ chính thức được giao cho khách hàng Mỹ vào tháng 6 năm nay.